việc vệ sinh những tấm thảm to nặng trong văn phòng, khách sạn hay trung tâm thương mại tốn khá nhiều thời gian, nhân công và chi phí. Để giải quyết vấn đề đó, máy giặt thảm công nghiệp đã ra đời hỗ trợ con người. Ngày hôm nay, xin mời quý khách hãy cùng tham khảo model Super Clean LC602SF tại điện máy Đặng Gia. Đây chính là một trong những mẫu máy bán chạy nhất của điện máy Đặng Gia trong thời gian qua và đã nhận được những phản hồi rất tốt từ khách hàng. Sở hữu motor với công suất 2.400W, lực hút 253, lưu lượng khí là 106 lít trên giây. Máy giặt thảm Super Clean LC602SF có khả năng phun hút nhanh, mạnh, đánh bật các vết bẩn bám dính trên bề mặt thảm trong thời gian ngắn, tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều so với phương pháp vệ sinh truyền thống. Không chỉ là một chiếc máy giặt thảm công nghiệp có công suất hoạt động mạnh mẽ, model Super Clean LC602SF còn được tích hợp thêm đầy đủ chức năng của một chiếc máy hút bụi thông thường. Do đó, người dùng có thể tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư mà không cần phải mua thêm một chiếc máy hút bụi khác. Đặc biệt, với bộ phụ kiện đi kèm đa dạng, giúp người dùng có thể thực hiện phun hút ở các khe hẹp hay ngóc ngách mà không gặp nhiều khó khăn. Thiết kế của Super Clean LC602SF khá nhỏ gọn. Bên cạnh đó, với hệ thống bánh xe đa chiều cùng tay đẩy chắc chắn, người dùng có thể dễ dàng di chuyển máy đến bất kỳ vị trí nào. Đồng thời, với bộ dây điện dài 8m, người dùng có thể thực hiện vệ sinh ở những vị trí xa hay trong không gian rộng. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và chịu sự quản lý của các chuyên gia đầu ngành, sử dụng những nguyên vật liệu cao cấp nên máy có khả năng chịu đựng những tác động xấu từ môi trường xung quanh, giúp máy có độ bền cao, ít khi xảy ra các sự cố hư hỏng. Một chiếc máy giặt thảm thông minh như Super Clean LC602SF là một sự lựa chọn vô cùng sáng giá cho các công ty, văn phòng, khách sạn hay cho gia đình và những doanh nghiệp làm dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, đáp ứng tốt cả về chất lượng và mức giá thành. Điện máy Đặng Gia chuyên cung cấp các sản phẩm điện máy vệ sinh công nghiệp chính hãng. Quý khách có nhu cầu hãy comment tại video hoặc liên hệ tới điện máy Đặng Gia để nhân viên tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi luôn cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng. Đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ điện máy Đặng Gia. Xin chào!